Đỗ đại nhân, ngài đến có chuyện gì không? Thái sư đâu rồi? Thái sư gì chứ, chỉ có tiểu thơ nhà chúng tôi đang ngồi ở đây uống rượu một mình thôi. Đây không phải là thất nữ công tử nhà Độc Cô thừa tướng sao? Đỗ đại nhân, lẽ nào tiểu thơ nhà chúng tôi uống rượu ở đây đã phạm luật gì rồi sao? Mà vị phu nhân này là... Quận chúa, người xem trong phòng này ngoài Độc Cô nữ công tử ra không còn ai khác. Người xem, có lẽ do tiện nô nhìn lầm rồi, khiến cho ngài mất công tới đây một chuyến. Đỗ đại nhân yên tâm, lát nữa ta sẽ dạy cắt lưỡi của tiện nô đó. Uống đi tiểu thơ. Ban ngày ban mặt ngồi ở đây uống rượu hưởng lạc, ta còn tưởng nữ công tử nhà Độc Cô được dạy dỗ tốt chứ. Đúng là mất mặt thật. Hết rồi, làm phiền, thêm rượu làm phiền. Hai vị đi thong thả. Thêm rượu đi. Hạ ca.